đại dịch COVID-19 bùng phát đã và đang gây ảnh hưởng lớn tới đời sống của người dân. Với việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trong phòng chống dịch bệnh đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Nông dân cũng là một trong những nhóm đối tượng chịu tác động không nhỏ khi nông sản hàng hóa khó thu hoạch và tiêu thụ. Không để bất cứ người nông dân nào phải bỏ rau trên đồng ruộng. Không để bà con phải ra khỏi thôn xã. Không để bị lây lan dịch bệnh COVID-19. Đó là mục tiêu 3K mà chính quyền và người dân xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đang thực hiện hiệu quả trong những ngày thủ đô căng mình chống dịch. Bốn giờ sáng, trời còn chưa tỏ mặt người, bà Hương đã có mặt ở ruộng rau để thu hoạch nốt luống cải vụ này. Với hơn 2 sào ruộng trồng sen và gối, các loại như mướp, bí ngô, cà chua, bắp cải chính là nguồn thu nhập của cả gia đình. Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, toàn thành phố Hà Nội thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, người nông dân ở nhiều địa phương có chung một nỗi lo, đó là tiêu thụ nông sản như thế nào. Không riêng gì gia đình tôi cũng lo lắng, mà tất cả chung cả toàn dân đều lo lắng lắm. Bà làm ra rau như này thì mà không có người mua thì chúng tôi phải vứt đi như này thì lo lắng lắm, cả dân tất cả mọi người vào thế này thì làm gì thì đổ đi thì không có người mua thì bỏ đi thì gai lắm. Vậy nhưng những lo lắng đó ở Duyên Hà đã sớm được giải quyết khi chính quyền đứng ra tìm hướng tiêu thụ nông sản cho người nông dân ngay từ khi thực hiện giãn cách xã hội. Từ hôm giãn cách giờ là đợt thu hoạch này là đợt thứ hai của gia đình tôi. Xã mà thu mua rau nông sản cho nông dân này, gia đình tôi rất mừng vì là không bị rau ế, rau bỏ đi. Được hợp tác xã thu mua như này là chúng tôi thì được tiêu thụ hết rau, gia đình có đồng thu nhập để thêm vào mua thức ăn, rồi chuẩn bị mua hạt giống, rồi chuẩn bị làm màu mới cho gia đình. Trước kia, sau khi thu hoạch, bà Hương sẽ trực tiếp chở rau ra các chợ, bán cho lái buôn. Nhưng từ khi thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, người dân không được ra khỏi địa bàn. Chính quyền xã Duyên Hà đã đứng ra thu gom và tiêu thụ nông sản giúp cho bà con nông dân. Điểm đến sau khi thu hoạch rau của bà Hương là một khu tập kết nông sản chỉ cách đó chưa đến 1 km. Đây là điểm tập kết cung ứng rau sạch trên địa bàn xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Điểm tập kết này thì đã dựng lên sau ngày 24 tháng 7 khi mà Hà Nội thực hiện các biện pháp về giãn cách xã hội, thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại điểm tập kết này thì bà con nhân dân sau khi thu hoạch xong có thể vận chuyển về đây, một là có thể bán lẻ và đặc biệt hơn nữa là có thể vận chuyển cung ứng cho các khu vực đang bị phong tỏa, cách ly, hỗ trợ bà con nhân dân trên các địa bàn đó. Với Duyên Hà chỉ có một cái chợ nông thôn ở khu vực của thôn nằm trên thôn Văn Uyên. Thế thì sau khi thực hiện cái giãn cách thì tôi cũng thấy rất là lo lắng khi mà bà con lại phải đi từ thôn nọ sang thôn kia để tiêu thụ rau. Thì chúng tôi đã báo cáo với cả phòng kinh tế của huyện Thanh Trì, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì là xin phép cho Duyên Hà được tổ chức một cái điểm, đây là điểm cung ứng các cái nhu yếu phẩm cho bà con nhân dân của thôn để đảm bảo cái giãn cách giữa thôn với thôn, giữa xã với xã. Chúng tôi đã tổ chức cái việc thu mua cũng như là vừa là mua và vừa là bán để đáp ứng các cái nhu yếu phẩm của bà con nhân dân ở trên địa bàn thôn. Đây là cơ bản nhân dân ở thôn Đại Lan không phải ra khỏi địa bàn thôn. Để làm thực hiện các công tác phòng chống dịch ở tại khu vực chợ, thứ nhất là khi vào chợ chúng tôi đã bố trí cho 2 người phối hợp để thực hiện, thứ nhất là việc sát khuẩn và thứ hai nữa là đo thân nhiệt và phân công thêm một số đồng chí nữa đứng đằng đầu đằng cuối kia để làm công tác để cho các bác đi đúng một lối vào và một lối ra để cho đảm bảo cái công tác phòng dịch, và 2 người ở giữa, 2 thanh niên ở giữa để phối hợp cùng các bác thêm để nhắc nhở bà con đứng giãn cách khi mua hàng ở tại chợ. Xã Duyên Hà là vùng rau an toàn của thành phố Hà Nội, trong đó tập trung chủ yếu tại thôn Đại Lan với tổng diện tích sản xuất khoảng 52 hectare với gần 900 hộ nông dân tham gia. Trước đây, sau khi thu hoạch, bà con mang rau ra các chợ lân cận để bán buôn, bán lẻ. Tuy nhiên, khi tình hình dịch trở nên phức tạp, các chợ xung quanh địa bàn có những ca F0 bị phong tỏa,
cùng với đó là chỉ thị giãn cách xã hội khiến cho việc tiêu thụ nông sản của bà con rơi vào bế tắc. Trước nhiệm vụ vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo sản xuất, tiêu thụ nông sản cho nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Duyên Hà đã mạnh dạn triển khai một chiến dịch có tên gọi 3K. 3K bao gồm 3 không: không để bất cứ người nông dân nào phải bỏ rau trên đồng ruộng, không để bà con phải ra khỏi thôn xã, không để lây lan dịch bệnh COVID-19. 3 nhiệm vụ, nhưng tự chung thì vấn đề cơ bản nhất cần giải quyết chính là việc bảo đảm tiêu thụ nông sản cho bà con nhân dân. Bởi khi sản xuất được ổn định, người dân cũng yên tâm và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Khi mới đầu triển khai thì là mình cũng chỉ có suy nghĩ là lúc đầu là một số cá nhân, kể cả các đồng chí lãnh đạo, mình gọi là gom tiền vào đấy để thu mua của bà con. Khi mà chưa tìm được cái đầu ra bình ổn giá thì hầu hết sản phẩm thu mua được đều mang đi làm từ thiện. Tức là liên hệ với phòng kinh tế và các xã bạn, những cái khu vực cách ly phong tỏa để mình mang để mình ủng hộ rau. Thế sau này khi mà các cái đầu ra nó ổn định thì các xã cũng thấy rằng là cái việc mà chia sẻ của Duyên Hà cũng rất là có ý nghĩa. Và các xã cũng đã liên hệ để mua bình ổn giá. Thì từ cái việc làm đấy mình đã thấy rằng cái việc thu mua của bà con nó ổn định hơn. Đấy, có một cái sự dài hơi hơn. Ban đầu thì là huyện đoàn bên em có tổ chức là mua rau để ủng hộ cho những cái nơi mà phong tỏa ấy, như kiểu Đại Áng, Liên Ninh. Nhưng mà sau đấy thì là vì rau nhiều quá và ủng hộ thì cũng không thể nào mà có quỹ để ủng hộ suốt ngày được. Thế nên là bên em cũng có tìm đầu ra cho người dân và thu mua đóng gói giúp người dân, vận chuyển giúp người dân và mua giá như kiểu là giá mọi người bán ở chợ này thôi. Với một chủ trương hết sức đúng đắn và kịp thời, cán bộ đảng viên, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xã Duyên Hà đã cùng nhau vào cuộc hỗ trợ nông dân. Các sản phẩm nông sản ban đầu được thu mua với giá bình ổn, tuy có thấp hơn chút ít so với ngày thường, nhưng với mục đích ban đầu là để tặng, hỗ trợ cho các địa phương đang bị phong tỏa, cách ly, nên người dân đều đồng lòng ủng hộ. Bây giờ là Covid thì nhiều chỗ là không có rau ăn, thì là các cháu nó kêu gọi từ thiện thì cô cũng mang một số là từ thiện. Cô thấy mừng lắm, vui lắm. Nói chung là giúp đỡ mọi người thì mình cảm thấy là rất là hạnh phúc. Bản thân mình cũng như mọi người, người ta không có thì mình hỗ trợ mấy cả từ thiện một ít cũng không sao. Xã mấy cả các cháu này thu mua cho dân làng thì dân làng người ta cũng mừng lắm. Mình sản xuất nó cũng có khí thế hơn. Sau khi được chủ trương là coi như là có chính sách hỗ trợ nông dân để mang các sản phẩm đến các vùng mà phải cách ly hoặc là các cái vùng mà không có thực phẩm thì bà con nông dân cũng rất là phấn khởi. Mặc dù là cái giá thành nó hạ hơn một chút, thế nhưng mà cái thứ nhất là tiêu thụ được sản phẩm cho bà con, và trong đó là tôi cũng biết là cũng có nhiều hộ là cũng đã tham gia ủng hộ bà con những cái vùng mà không có sản phẩm. Thế thì tôi thấy là một cái chủ trương của cấp trên như thế là rất là phù hợp. Được hỗ trợ này là rất là may mắn, được xã và chính quyền quan tâm đến bà con nông dân. Nhiều nơi không được thì mình có rau thì mình không nhiều quá thì mình sẽ ủng hộ các bà con những nơi gặp khó khăn. Mình cảm thấy chính quyền địa phương rất quan tâm đến bà con nông dân và tạo điều kiện cho bà con nông dân gọi là có cái cuộc sống nó không đến nỗi khó khăn quá. Mình vừa yên tâm để phòng chống dịch và mình vẫn đảm bảo được sản xuất rau. Đảng và nhà nước và chính quyền địa phương như này là quan tâm đến người dân lắm, quan tâm đến cả người dân lao động và người tất cả nhân dân đấy. Chúng tôi rất là yên tâm phòng chống dịch và ở nhà sản xuất. Trong việc thực hiện nhiệm vụ 3K, đoàn viên thanh niên chính là lực lượng nòng cốt tham gia nhiệt tình nhất. Ngay từ khi triển khai thực hiện chiến dịch này, các bạn đã cùng góp sức thu hoạch, đóng gói và vận chuyển nông sản giúp bà con nông dân. Sau này, nhận thấy nguồn rau tại địa phương rất lớn, việc ủng hộ, từ thiện cũng không thể liên tục kéo dài. Chính vì vậy, nhiều đồng chí đã chủ động bằng nhiều hình thức tìm kiếm thêm đầu ra cho sản phẩm. Trên trang mạng cá nhân của mình, chị Hải thường xuyên kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ thu mua rau giúp bà con thôn Đại Lam. Hoạt động hơn một tháng, đến nay việc bán hàng qua mạng như thế này cũng đã thu được số tiền lên tới hơn 300 triệu đồng. Và ý nghĩa hơn nữa khi sản phẩm rau của địa phương đã có mặt ở hầu khắp các phố phường của thủ đô Hà Nội. Chúng tôi lập ra một nhóm đăng lên mạng để bán các cái combo rau cho bà con như hiện tại bây giờ chúng tôi đang làm. Các combo được chia theo 30.000 một suất hoặc là 20.000 một suất thì được sự ủng hộ của cộng đồng mạng đấy. Với cả các anh chị em là người Đại Lam
đang sinh sống ở các khu vực khắp thành phố Hà Nội lên đơn rau giúp. Nên cái sức tiêu thụ nó rất là lớn. Có ngày lên đến đơn rau nhiều ấy. Có ngày lên đến hơn 50 triệu tiền rau một ngày. Và cái số lượng rau của bà con mua như hiện tại đang thu gom rau giúp bà con ấy. Thì đầu tiên thì bà con bán với giá là 4.000 một rau mùa cải chẳng hạn. Nhưng mà thấy được việc làm đấy nên bà con cũng tự động giảm giá, giảm xuống còn 3.000 một mớ rau. Việc làm đấy rất là... Thực ra là bọn tôi làm đấy, bọn tôi thấy cũng rất là ý nghĩa và trân trọng bà con đấy. Trong một thời gian dài thì khi đăng tải các cái trang mạng Facebook thì rất nhiều người hưởng ứng và muốn thu mua các cái rau, lượng rau củ quả sạch của thôn ở khu vực Duyên Hà chúng tôi. Cái trung bình khi bà con thu gom mua rau ở đây thì mỗi một chuyến xe nó cũng rơi vào tầm 5 đến 10 triệu đấy, một xe tải thì là rơi vào tầm khoảng 10 đến 15 hộ. Trung bình hàng ngày đều có ít nhất một chuyến xe vận chuyển chở nông sản sạch của bà con Duyên Hà đi tiêu thụ. Vào lúc cao điểm có thể lên 5 đến 7 chuyến mỗi ngày. Và việc vận chuyển này do nhiều cá nhân là người địa phương có điều kiện tình nguyện hỗ trợ miễn phí giúp bà con nhân dân. Tôi chở rất là nhiều rồi nhưng mà cũng không đếm được bao nhiêu chuyến. Với cả thật ra xuất phát từ con dân của Đại Lan muốn giúp bà con của làng nhà mình vận chuyển rau khi mà gọi là trong tình hình dịch bệnh mà bà con không chuyển được đi. Cái này là hoàn toàn miễn phí cho bà con khi chở vận chuyển luôn ạ. Trung bình từ 24 tháng 7 trở về đây thì chúng tôi thực hiện nó cũng ngoài 30 chuyến. Có những chuyến hỗ trợ và những cái chuyến cung ứng về huyện để huyện đi hỗ trợ. Xe thì chúng tôi không phải thuê. Bởi xe hầu như là xe của thanh niên, rồi các bác có ô tô ở tại địa cơ bản cơ sở này. Em hỗ trợ 100% miễn phí cho bà con để cung ứng rau cho đảm bảo. 3K, một mục tiêu hướng tới vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất, có thể nói đã thành công ở Duyên Hà. Sản xuất thì như đã nêu ở trên, với sự vui mừng, phấn khởi của toàn bộ bà con nhân dân. Còn phòng chống dịch thì đây là kết quả. 3 chốt phòng dịch của xã được thành lập. 44 ngõ xanh được triển khai, tiêm chủng đại trà và xét nghiệm diện rộng đã hoàn thành 100% kế hoạch. Duyên Hà là xã đầu tiên của huyện Thanh Trì mà 100% các hộ dân cam kết gia đình an toàn. Đây cũng là xã vùng xanh không có F trong diện cách ly. Một chủ trương đúng, trúng và kịp thời đã mang lại những kết quả hết sức ý nghĩa. Tuy nhiên, còn có những thành công vượt ra ngoài sự kỳ vọng của chính quyền địa phương khi triển khai chiến dịch này. Mặc dù địa phương Duyên Hà cũng như thôn Đại Lan là một cái vùng thuần nông, nhân dân rất là khó khăn, đấy, làm ruộng rất là khó khăn. Nhưng khi trong cái tình huống dịch bệnh phát sinh như vậy, bà con đã có cái ý thức chung với cộng đồng. Nhiều hộ gia đình đã tự ủng hộ một phần, ngoài cái việc là bán bình ổn giá thì đã ủng hộ một phần cái sản phẩm của mình để cho hợp tác xã đi làm từ thiện. Qua đó thể hiện cái tình cảm, cái sự tinh thần đoàn kết chung tay chung sức cùng với cả địa phương trong xã, trong huyện và cả nước để cùng với ủng hộ công tác phòng chống dịch. Mình thấy cái ý nghĩa của việc này là thể hiện cái tinh thần đoàn kết rất là tốt và cái tinh thần, cái lòng tương thân tương ái của bà con. Mục tiêu của chiến dịch 3K ở Duyên Hà rất đơn giản, nhưng nó cần nhất là cách làm cụ thể và sự đồng lòng chung sức của cả chính quyền và nhân dân để thành công. Đại dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, đoàn kết chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn và tinh thần tương thân tương ái chính là những hạt mầm gieo lên niềm tin, thắp lên hy vọng.